quả không ấy. Đây là hoa. Chúng ta sẽ cắt hoa đi. Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay là ngày mùng 1 thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ phải về Việt Nam rồi. Và cũng nhân tiện hôm nay là ngày mùng 1 nha mọi người. Thì Đạt có về nhà Vi và hai đứa mình cùng mọi người sẽ ra thăm mộ của bố Vi. Thôi bây giờ anh em mình cùng ra ngoài mộ bố Vi thăm bố Vi nha mọi người. Let's go. Hello mọi người. Bây giờ mình với Vi đang đi ra mộ của bố Vi nha mọi người. Papa. Papa Vi đi ra. Mình đang ngồi trên con xe chiến của Vi. Ở bên này là đi trái đường mọi người. Nếu ở Việt Nam là đi tay phải, nhưng ở đây là đi bên tay trái, nên là mình không dám đi nhanh. May cho mình là đường khá vắng vẻ mọi người ạ. Đường khá vắng vẻ nên là dễ đi. Đường rất là nhỏ nha mọi người. Halo mọi người. Jadi aku lagi mau beli bunga buat ke rumah bapak. Mau nyekar, guys. Bahasa Jawanya mau ke makam, mau nyekar tuh mau ke makam. Ini digonceng sama Bapak Enggat. Đường khá nhỏ mọi người. Mình này còn đi ngược, không những là nhỏ mà nó còn giao thông nó bị ngược so với Việt Nam. Việt Nam thì đi bên phải, còn bên này đi bên trái. Ok. Slow. Thế là mình đi nó không được tự tin cho lắm. Còn nếu ở Việt Nam bốc đầu ngay. Đang phải đi trái đường. Rất mất thời gian. Rất mất thời gian. Ok. Mang phải đi trái đường rồi nè, đi bên tay trái ấy. Nhiều khi kiểu mình không quen ấy, anh giật mình. Nói chung là cái đẳng cấp nó rất là mãi mãi đấy. Cô gái nhá. Dạ. À, ô vào để không vào. Không. Ô vào. Nice. Mà mọi người bên này đi xe rất là sợ. Dạ. Cấp. Đây dừng lại mua hoa này mọi người. Nhưng mà hoa ở đây thì người ta lại cắt nhỏ ra nhé mọi người. Không để theo cành như ở Việt Nam đâu. Mà người ta cắt nhỏ ra. Đấy, ở đây người hoa là người ta tách ra chứ không phải là người ta để theo cây theo cành như ở Việt Nam đâu. Đấy, xong người ta còn rắc cái nước gì vào. Quá nhiều tiền. Cho xin ít đi. Hello. Anh.
Đi thôi. Nè. 30.000. Vâng, hết 30.000 tiền Indo nha mọi người. Bây giờ đi thôi mọi người. Sau khi mua hoa xong là mình và Vidya tiếp tục hành trình đi đến ngôi mộ của bố Vidya, Papa. Đường thật sự là, thật sự mọi người là mình đi xe ở bên này mình thấy hơi run. Đi là không có người đâu nhưng vẫn thấy hơi run. Bởi vì là thứ nhất là đường rất là nhỏ, xấu. Đường lại xấu nữa. Mà đi xe toàn ngược chiều nên là mình rất là run. Ok. Mà được cái là người bên này ấy, đi xe rất là sợ. Mọi người cứ thử sang Indo một chuyến đi, mọi người sẽ biết là người Indo đi xe như thế nào. Rất là sợ mọi người. Sắp mưa bạn ơi. Trước khi vào thăm mộ của bố Vi thì mình phải rửa tay đã. Phải rửa tay sạch sẽ chứ mọi người. Vi, why? Su yo su. Yo su. Ấy đấy người ta làm nhỏ mà các bạn này. Nó tầm bía ra. Chứ ở Việt Nam mình có thể là hầu như là người ta Việt Nam mình thì là có thiếu đi chăng nữa thì vẫn có. Ừ, và cái mồ to ở đây là người ta thiếu trước nên người ta chung có cái hũ ha, cái hũ thôi. Ừ, nên rất là nhỏ. Ừ. À, shot two hả? This and this. One. À, ok one. À. Ừ. Ok. Đây là phần trên phần đầu, còn đây là phần chân. Đóng hoặc mỗi nước mỗi khác các bạn nhé. Các bạn mà có dịp đi Nepal hoặc là Sri Lanka hoặc Ấn Độ sẽ có rất nhiều thủ tục cũng rất là hay. Dạ, ở Ấn Độ thì người ta sẽ khi mà chúng ta nhổ cỏ xong ấy, đây là hoa,
Chúng ta sẽ rắc hoa lên. À. Chừng đó là bao nhiêu cái tiếng? Đạt. Chừng này là 100.000 tiền Việt Nam. What? Ôi, người ta hay các bạn ha. Các bạn thấy văn hóa ở Indonesia chứ à? Đây là người đầu hồi các bạn nhé. V, your father passed away how many years already? My father? How long time already? 10 years? 10 years? Wow, 26 years. When you were really young, huh? Yep, be, okay. Grandfather and grandmother. Ông nội và ông ngoại. Ông nội về là mẹ nội. Grandfather. Là ông nội về ba nội. Grandfather, mama. Ông ngoại ba ngoại, ông ngoại ba ngoại. Mama. Ông ngoại ba ngoại ba ngoại. Mama, papa, mama. Grandfather and grandmother, mama. Ông nội. Grandfather, papa. Long. Not ở đây ha. Okay. Long, far from here. Here. Okay, far from here. Đây là phần mộ của mẹ. Ông ngoại. Ông ngoại và ba ngoại. Đây là phần mộ của bà ngoại. Còn ông nội ba nội thì xa ở đây các bạn nhé. Xa ở đây. Sau kia còn lũ có ruộng lúa bằng kia, ruộng lúa. Cái này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều ở Đông Nai này. Cái này các bạn thấy rất là nhiều ở Đông Nai. Đình quảng Đông Nai á, trên đường Đà Lạt với các bạn thấy rất là nhiều nhá. Mình không biết cái này cái người ta làm gì. Đây, cái này cái sự của Việt Nam các bạn này, cái sự này. Cũng nói chung ở vùng của Vida sống là vùng Madeun. Khu vực này thì rất là đẹp, thành phố thì rất là nhỏ, rất là xinh. Đặc biệt là ở đây rất sạch sẽ và xung quanh thì có ruộng lúa khá giống ở Việt Nam các bạn ha. Đi cầu nguyện. Bây giờ bọn mình sẽ phải về nhà. Bây giờ bọn mình sẽ về nhà và mời mẹ Vidya đi liên hoan một bữa. Cũng là một bữa đầu tiên được ăn cơm với mẹ Vidya. Và cũng là chia tay mẹ Vidya luôn. Mọi người xem video, mọi người cho em xin một subscribe, một chia sẻ và một nút thả like nhé mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Những video tiếp theo.